Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con bị bệnh vẩy nến da đầu hơn 10 năm và ngày càng nặng hơn. Một loại bệnh mãn tính không rõ nguyên nhân, con suy tư đây là quả của nghiệp trong đời trước. Ngoài chế độ theo bác sĩ chỉ định, con cũng phóng sanh, coi trí và cúng dường thuốc men cho các vị tỳ kheo và hồi hướng cho đỡ bệnh. Sư có thể hướng dẫn con phương pháp để con bớt bệnh này theo tinh thần Theravada. Bên cạnh đó, trong chánh kinh và sớ giải có câu chuyện về bệnh này hay các bệnh về da liễu tương tự này không sư? Xin sư trích dẫn thêm cho con niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Chú giải pháp cú có để sư nhớ coi. Sư không nhớ là cái câu nào mà ở trong cái phẩm sông đối ấy. Thì có nhắc đến một cái cô em họ của ngài Ananda. Thì trong một hôm là cô này tự nhiên là nổi mấy cái mụn mấy cái mụn ghẻ đó, thì cô này cổ trở nên xấu xí rồi cổ ngại không có dám ra gặp ngài. Thì ngài Ananda mới kêu nàng đi ra và hỏi, thì nàng mới thưa thiệt là đó, bây giờ tự nhiên cái người con nó nổi mấy cái mụn này, giờ con xấu quá, con ngại quá, con không có dám gặp. Thì ngài Ananda mới bảo cô á, là hãy xây một cái như là một cái giảng đường, hãy xây một giảng đường. Thì cô nói bây giờ ngài hỏi là có tiền không, rồi thì cô mới nói là đó, mấy cái dòng vàng châu báu thì cổ có. Thì ngài mới nói là xây một cái giảng đường đi. Thì cổ mới lấy hết toàn bộ gia sản của cổ để cô xây cái giảng đường. Sư tóm tắt thôi. Thì sau khi xây xong á, thì cổ mới mời Đức Phật và tăng đoàn có Đức Phật chứng minh đến để cúng dường cái giảng đường đó, cúng dường đến cho chư tăng có Đức Phật dẫn đầu ha. Rồi sau khi mà đến như thế thì Đức Phật mới hỏi là cái nàng này đâu rồi. Thì nàng vẫn trốn ở trong á, bởi vì cái nghiệp nó vẫn còn, thì nàng chưa có ra. Thì Đức Phật mới nói là hãy kêu nàng đi ra. Thì khi mà nàng đi ra như vậy đó, là cái nghiệp đó, là nó hết, nhờ cái phước của nàng đã dâng cái giảng đường đó đến cho Đức Phật và tăng đoàn. Thì Đức Phật giảng về thời quá khứ, nàng là một bà hoàng hậu. Thì lúc bấy giờ có một cô vũ nữ thì rất là đẹp, nhà vua rất là mê bà hoàng hậu, bà ganh tị. Thì bà mới kiếm cái người cùi á, bà kiếm cái mạt ghẻ, rồi bà dắt bà bẻ xây làm cho nó nhuyễn, rồi rồi bà vẫy lên trên cái chỗ ngủ của cô này, rồi phần còn lại thì bà vung lên trên người cô này. Thì vì lý do đó cô này cũng nổi ghẻ rồi. Nhà vua thì không còn thương cái cô vũ nữ này nữa. Do cái nghiệp đó mà bà hoàng hậu đọa địa ngục một thời gian rất là dài. Sau đó ở kiếp này là chỗ cái bệnh về da liễu như thế. Và đó là cách mà ngài Ananda hướng dẫn cô để chấm dứt nghiệp. Thì quý vị có thể tham khảo trong trường hợp này. Thứ nhất là cái chuyện là mình hùng phước, là trong cái khả năng tài sản của mình là mình đã hùng bao nhiêu. Tại vì như trong trường hợp này là cô này là cổ đem hết toàn bộ cái gia sản của cổ, thì còn mình thì đôi khi mình cũng cũng nhẹ nhẹ thôi, thì nó cũng không đáng là bao. Cái thứ hai á, là khi mà cổ cúng như thế là cổ cúng cho tăng đoàn của Đức Phật chứng minh, nó lớn lắm nha. Lúc đó Đức Phật là một vị chánh đẳng giác, còn thời nay bây giờ mình kiếm đâu ra Đức Phật, kiếm đâu ra thánh tăng rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn còn có Tam Bảo thì cũng còn đỡ đó. Thì nói như thế để quý vị thấy là cái mức độ làm phước của mình á, nó như thế nào, nó có tương ứng để được như là trong cái câu chuyện thời Đức Phật hay không. Đó.
Thành ra là nó không đơn giản ha. Đương nhiên thì những việc quý vị làm á, vẫn là việc thiện và nó sẽ cho quả tốt lành. À, nhưng mà sư nghĩ là nó cần thời gian. Tại vì mình làm chưa có đủ và chưa đủ liều và chưa có đúng mức, cho nên là nó sẽ cần có thời gian dài. Thành ra là sư mong quý vị kiên trì ha, vừa chữa bệnh mà vừa vun bồi các thiện nghiệp. Không biết đại đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về vấn đề này không? À, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì xin thưa quý vị, cái về toàn bộ nội dung á, toàn nội dung đức hành tọa nói á, thì có nghĩa là cái nội dung chính thưa quý vị, thì rất là chính xác thưa quý vị. Sẵn tiện đây á, cũng nói cho quý vị là để quý vị thông cảm, là quý vị cũng biết á, số lượng kinh điển, tam tạng kinh điển lẫn chú giải á, đôi khi á, rất là nhiều. Không, sư chỉ là một những vị sư mà phàm phu bình thường thôi, làm sao mà có thể mà nhớ hết được từng tường tận tất cả này nọ kia gì không. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà quý sư truyền tải, có thể tên nhân vật nó hơi bị lạch chút xíu không, hay là cái địa điểm đúng không, địa điểm của tên nhân vật nó hơi lạch chút, thì cái đó là vẫn chăm chút được thưa vị. Trừ khi nào mà những cái giáo lý giống như tứ đế bát chánh đạo nó sai thì cái đó không chấp nhận được. Thì cái trường hợp để Đức Thanh Tuệ nói về cái nội dung thì rất chính xác, thì việc đó là nội dung liên quan đến em của ngài Nú Đức Thá, tức là cái cô đó tên là Rohini thưa vị. Rohini mà có nội dung thì Đức Thanh Tuệ nói chính xác là đúng nghĩa, đúng đúng là khi mà ngài Đức Thá hỏi sao cô này mà không không có ra đó, thì tới hồi ra thì cô này bị bệnh da liễu nha, thì gọi bệnh da liễu đi đó, thì ngài nói là bây giờ là em đại loại như là giờ là cô á, cô tài sản cô còn nhiều ông, nói là xây dựng cái khi cất giảng đường đi, cái giảng đường cho chư tăng đi, thì nói giờ tài sản của em còn có, nghe tài sản em có 10.000 đồng vàng, nói 10.000 đồng vàng xả hết đó. Cái chi tiết là quan trọng thưa quý vị, những cái chi tiết mà quan trọng mà khi mình làm phước nè, mà sư á, sư đọc trong pháp cú sư để ý á, bởi vì phải phải nắm được. Đôi khi mình đọc pháp cú á, mà mình đọc giống như mình coi chuyện cổ tích á, không? Thì đôi khi mình làm cái thiện nghiệp á, nó không có tới á. Giống như đức bây giờ sư rất hoàn đồng ý với đức Canh Tệ, có nghĩa mình làm phước đôi khi mình phải làm tới nó mới mang hiệu quả. Còn đôi khi mình cũng bị bệnh này nọ, nhưng mà mình không dám xả, mình cũng còn sợ, mình còn bám níu tài sản hay không này nọ, thì đôi khi cái phước đó mặc dù mình cũng đến chưa tăng đó, không? Nhưng mà nó không có phát huy được thưa quý vị. Nhưng mà cụ thể trong trường hợp này, trong pháp cú nó rất là rõ nha, là ngài Rút Thá nói với cô Rui Ni là khi cất giảng đường đi, cái nói là đại loại như cô này nói là đại loại sao không đủ, nó này không đủ là còn nhiều, nó giờ còn tổng có 10.000 đồng vàng, nó xả hết, có nhiều tài sản xả hết được 10.000 đồng vàng, còn thiếu gì là quyến thuộc á, những quyến thuộc của cô đó sẽ phụ thêm đó. Rồi sau đó quyến thuộc mới phụ, mới đem cái vật liệu lại giúp xây rồi ngài đồng thời ngài A Nú Thá nha, là ngài đứng ra là ngài giống như là ngài giám sát xây dựng á. À, nghĩa là ngài gì, nhóm giám sát thì nó phải nó ghê gì góp lắm, cũng như là kia là xây sao để cho đúng nghĩa một cái tăng xá, để cho chư tỳ kheo để sử dụng cho nó hợp lý, vì hiểu không đó. Đấy, cái này, cái chi tiết này nè, nó cũng là cái yếu tố quan trọng nè. Rồi thêm một cái chi tiết mà sư thấy nè, quý vị phải lưu tâm đó, là trong đây nói nè, ngài mới nói là nếu vậy nàng hãy xuất hết hết tiền ấy ra cất tăng đường đi, rồi không thêm là nàng ngài mới cầu mới câu nữa, nàng hãy cho cất tăng đường ở 2 tầng từ lúc cho đóng ván để xây dựng tầng trên lập tức. Nàng nghe cái đoạn này quan trọng, lập tức nàng ngoài việc mà cúng dường ngoài việc mà cúng dường ra thưa vị, mà nàng Rô Ni còn làm nè, lập tức nàng hãy quét dọn sạch tầng dưới cho lót chỗ ngồi và chăm lo đủ đầy nước và nơi chứa thường xuyên đó. Thì cái cô Rô Ni này nè đó, ngoài việc mà cổ bỏ ra toàn bộ tư trang nè đó, rồi cổ còn tham gia quét dọn tăng đường, quét dọn sạch sẽ rồi chăm nước này nọ cho các tỳ khưu thường trú ngụ nơi đây nè, thì trong khi nàng Rô Ni quét dọn tăng đường thì cái bệnh da liễu của nàng giảm bớt, đến khi cắt xong tăng đường nàng cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đó. Thì khi mà Đức Phật mà trong chú giải mới nói
Khi mà Đức Phật cải trong cái chuyện tiền thân của ngài trong quá khứ là như Đức Hành Tại cải đó, rất là chính xác đó, thì lúc đó cái năng lực đó, thì khiến cho nàng là hoàn toàn hết bệnh luôn ngay lúc đó. Cho nên đó, là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn nhắc lại cái điểm chính mà quý vị hiểu là trong cuộc đời này, trong cái vòng luân hồi này, mình còn trải lăn luân hồi đó, thì mình gặp vô số cái rủi ro nạn tai mà mình bị đau khổ về thân, mình bị mất mát đau đớn về thân, và mình bị đau khổ về tâm, mà mình muốn vượt qua được đó, đầu tiên mình phải tự hỏi cái tâm mình có dám dứt bỏ cái làm bổn sản không cái nào đó, mình có dám giống như là gọi đây, chúng đây gọi bố thí, mà gọi là bố thí tới luôn đó, dứt lõi là dỏ bỏ dòng cái lòng bổn sản, bao nhiêu tiền bạc mình ấy em hết, mình xả hết không, mình cúng dường để mình nhờ cái phước báo nó nâng đỡ mình, nó đúng hơn là cúng dường đến cái cúng dường đến Tam Bảo và chư Tỳ Kheo Tăng, đó là đức cao thượng. Rồi cộng thêm cái việc mình cúng dường đó, mình nghĩa là mình và là mình cúng dường về vật chất mà mình cũng về tinh thần đó, mình tu tập đó, rồi cộng thêm đó, quý vị thấy là như cô thứ này đó, về về cúng dường này còn quét dọn tăng xá, nghĩa là có những ở đây rõ ràng không có pháp cung kính phục vụ các kiểu này nọ đó, chứ không phải mình cúng dường thôi bỏ tiền ra là như sau. Nên có nên cho nên là để mà được để mà thành tựu á, giống như là hết bệnh trong trường hợp này nè, quý vị biết là có nhiều rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là câu một câu mà Di Đức Hành Tạng có nói vậy đó, là làm phải lập cho tới. Chứ nếu mà mình bị những cái bệnh này bệnh nọ nạn tai này nọ, mình làm mình cứ sợ là thôi thôi làm phước gì được rồi, sợ hết tài sản, sợ thế này thế kia, rồi mình ôm tài sản đó, thậm chí trên giường bệnh lúc mình hấp hối mình nhớ là còn nhờ còn 3 tỷ ở cái Sacombank không, còn 10 tỷ ở cái Vietcombank không, còn không còn vài trăm triệu ở cái ACB, lúc đó là mệt rồi không, mà mình không mà giờ phút cân tử mình giờ phút mà bệnh hoạn trên chỗ trên giường mình không dám xả hết, thì nói chung là cái mình không dứt bỏ được, thì cái những cái bệnh tật của mình cái kiểu này nọ nó khó mà cái phước mà nâng đỡ, vì mà thậm chí quý vị đã dám dứt bỏ rồi hết mà không có quý vị không hết bệnh nha, mà thậm chí xin nói thẳng là không hết bệnh nha, thì giờ phút cân tử đó mình cũng ra đi thanh thản, à mình đến với thế giới này với hai bàn tay trắng mà đi về với hai trắng hai bàn tay, mình chỉ nghĩ được điều à mình không đem được chi hết, bây giờ giờ phút cân tử mình chỉ có phước báo đem theo thôi đó. Thì qua cái điều này sư muốn nhắn gửi cho quý vị để mình hiểu rõ hơn là khi mình đọc cái pháp cú mình phải hiểu nó sâu sắc là như vậy, và để mình khi hiểu sâu sắc đó, thì mình mới làm các thiện nghiệp nó tới nó đúng không, và với cái thiện nghiệp đó thì nó mới nâng đỡ mình để giúp cho mình tránh được vô số nạn tai cho cái khổ đau mà về thân không, về tâm trong cái vòng sinh tử luân hồi này, và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Ta qua câu hỏi tiếp theo.